Nặng quá. Đó đó đó. Trời ơi, chút xíu là nó bay qua cái dèo luôn. Lùa chẳng đi qua này. Lùa chẳng đi qua. Nhảy nó đụng con nha, nó đâu nó nhảy cái đám vậy. Nhảy cái lóc nhựa. Tìm gái Trung Quốc hả? Tìm gái Đông An không mày?
Tìm gái nước ngoài, tìm gái đông an chi trời. Tìm Việt kiều Campuchia đi. Campuchia đi. Tìm Việt kiều mấy anh châu Á đó. Việt kiều Campuchia, Thái Lan đâu. Rồi giọt đủ bốn, đủ bốn bốn bao rồi đó. Quay lộ quá cô. Mở đèn lên, đúng, mở đèn xe lên. Đó. Rồi dê xe này vô. Trời ơi cái máng giống máng hồ. Cái này là như cái thùng nước ha. Thùng nước bự đúng không? Thùng đựng cá này, thùng đựng cá các mình đôi. Đâu mấy cái thùng này là cái thùng đựng quá chất rồi, tao lấy gì người ta mua về xài. Thùng chắc là cái tay à. Dày lắm rồi, dày cả ly chứ bộ. Chuyện ly á. Dày lắm à. Đâu, ông coi chừng cá nó táp ở chính giữa nghe. Ly á. Dễ gì. Nó có táp cũng chừng cục chứ, cái giữa táp. Ra để giục cá giục thôi, không có ai đâu. Trời ơi, cái tay bóc cái gì không à? Nè. Đuổi không đi mày, giục quá. Đó là 25 kg. Đây bao lúa, một bao là nằm dưới, bao hai bao nằm trên. Ủa hồi trưa hai người bắt nó nhanh. Là lạc nhà con khách nào vậy? À? Nhà con khách nào? Ừ, đi đá mà ta đâu có cần tốn gì đâu, ăn rồi về mà. Đá ở đâu vậy? Ủa là ông đi ăn Tết. Ở đâu vậy? Ủa mày, không hiểu hả? Dạ không hiểu. Dạ bà bố nhà bên kia đó. Khác chừng rõ rồi nhảy. Đúng rồi, Tết rồi bữa 20 nó mười mấy rồi đó. Bữa nay đang hơi chạy nữa. Tết thường niên. Đâu anh hai dám thùng đâu bạn, lát rồi cũng nhiều. Trời ơi, ngủ rồi. Cái đó dữ vậy. Ghê quá. Ghê, khỏe dữ.
dữ vậy trời. Mấy con này như một con nhiều nhỏ xíu à. Còn mấy chuyến nữa là hết. Là đầy xe.